Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Trong video này thì Hằng xin hướng dẫn quý vị cái cách xay bấm huyệt vị trong đông y để khắc phục được các triệu chứng của các căn bệnh về đường tiêu hóa như ợ hơi, ợ chua, nóng rát thượng vị, ăn không tiêu, đi cầu phân sống, vân vân. Đây là triệu chứng của các căn bệnh của đường tiêu hóa, ví dụ như là viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản hay là viêm đại tràng. Các triệu chứng này gây ra cho người bệnh những cái khó chịu trong sinh hoạt, nhất là khi đi ngủ, cảm giác trào ngược nó dâng lên, bụng trướng, gây mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì cách bấm huyệt như thế nào cho hiệu quả? Hằng xin đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Huyệt đầu tiên là huyệt trung quản. Huyệt vị này nằm trên đường chính giữa của cơ thể, phía trước cơ thể của chúng ta, đi qua rốn này. Trung quản là nơi huyệt hội của nhâm mạch với các kinh tiểu trường, vị và tam tiêu. Huyệt trung quản thì có tác dụng điều hòa vị khí, hóa thấp trệ, lý trung tiêu và điều thăng giáng. Huyệt này thì được xem như là nơi chứa thuốc sẵn có của cơ thể, giúp điều hòa và khôi phục chức năng của dạ dày, giúp chúng ta giảm bớt được cái tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ mắc các bệnh như trào ngược dạ dày có nguyên nhân là do tâm lý bất ổn hoặc là suy nhược thần kinh. Ngoài ra, tác động vào huyệt trung quản cũng giúp cho chúng ta giảm được mỡ bụng, khắc phục được cái tình trạng thừa cân và béo phì. Cách xác định huyệt trung quản như sau: từ chỗ lỗ rốn chúng ta sẽ thẳng lên. Lỗ rốn chúng ta lấy ở điểm ở giữa, đoạn thẳng giữa nối rốn và đường gặp nhau của hai bờ sườn. Đây là hai cái bờ sườn chúng ta gặp nhau ở chỗ đầu xương ức này. Với cái rốn này chúng ta chia đôi cái khoảng cách này ra thì đó là vị trí của huyệt vị trung quản. Đây là vị trí của huyệt trung quản. Cách tác động là chúng ta sẽ sử dụng ngón trỏ hoặc là ngón tay giữa của chúng ta ấn thẳng vào huyệt vị này với một cái lực vừa phải. Giữ nguyên cái tác động ấn này trong khoảng 2 phút đến khi mà chúng ta cảm thấy tức nặng tại cái vị trí huyệt, cảm giác nó lan sâu đến dạ dày thì chúng ta dừng lại. Huyệt thứ hai Hằng muốn nhắc tới đó chính là huyệt thiên khu. Huyệt thiên khu này thì nó nằm ở trên cái trục ngang này, trục ngang đối xứng với nhau qua rốn, cách rốn 2 thốn. Cách xác định là chúng ta sẽ sử dụng 3 cái ngón tay của mỗi bàn tay là chúng ta sẽ đặt sát vào cái mép rốn này. Đó, vị trí của hai bên cạnh của hai cái ngón tay áp út ấy. Đây, hai bên rốn này, vị trí này nó chính là vị trí của huyệt thiên khu. Huyệt thiên khu thì nó có cái tác dụng rất là tốt trong việc là điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, khắc phục các chứng bệnh chướng bụng, đầy hơi, ợ hơi, táo bón, kiết lỵ và điều chỉnh cái khí của tỳ vị, khắc phục tình trạng phân sống và phân lỏng. Cách tác động là chúng ta sẽ đặt hai cái ngón tay cái của chúng ta vào huyệt vị này và bấm với cái lực vừa phải, sau đó là chúng ta xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Đây, các xác định đây là rốn của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ đặt ba cái ngón tay của mỗi bàn tay chúng ta đặt sát vào mép rốn này thì vị trí ở hai bên của hai cái ngón tay áp út đó đối xứng với nhau qua rốn này chính là vị trí của huyệt thiên khu. Chúng ta sẽ dùng ngón tay giữa hoặc ngón tay trỏ chúng ta ấn mạnh vào đây. Ấn mạnh vào huyệt vị thiên khu này. Đó, sau đó chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ. Từ 2 đến 3 phút. Lưu ý là quý vị sẽ không bấm vào huyệt vị thiên khu này lúc mà chúng ta ăn quá no. Và cách thứ ba là chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng ợ hơi, ợ chua, trào ngược dạ dày. Đó chính là chúng ta tác động lên huyệt vị túc tam lý. Huyệt túc tam lý là một huyệt vị thứ 36 của đường kinh vị. Theo y học cổ truyền thì huyệt này nó có tác dụng là điều hòa trung khí, bổ hư nhược, thúc đẩy lưu thông khí huyết và từ đó nâng cao được tuổi thọ. Túc tam lý nằm trong ngũ du huyệt với vai trò của một huyệt hợp thuộc hành thổ, là huyệt mà giúp đưa chân khí xuống phần dưới của cơ thể chúng ta. Đó, thuộc cái lục tổng huyệt chủ trị các cơn đau về vùng bụng, nằm trong các huyệt hồi dương cửu châm, có tác dụng là phục hồi dương khí và nâng cao sức khỏe. Huyệt túc tam lý thì chúng ta xác định bằng cách như sau: chúng ta sẽ để đùi của chúng ta vuông góc với cái cẳng chân này. Sau đó là chúng ta lấy cái bàn tay của chúng ta ôm lên cái đầu gối này. Thì cái vị trí mà cái ngón tay áp út này nó chỉ vào thì đó chính là vị trí của huyệt vị túc tam lý. Đó, đây là vị trí của huyệt túc tam lý. Chúng ta cách bấm là chúng ta sẽ dùng đầu ngón tay cái chúng ta bấm vào huyệt vị túc tam lý này tới khi mà có cảm giác tê tại chỗ xương này, sau đó lan xuống hai cái bàn chân. Cảm giác tê tê đó, và sau đó chúng ta sẽ dùng ngón tay chúng ta xoay tròn theo chiều kim đồng hồ như này. Thực hiện ngày 2 đến 3 lần.
và làm tương tự với cái chân bên kia còn lại. Dây bấm hàng ngày vào huyệt túc tam lý này sẽ hỗ trợ các bệnh về tỳ vị, bao gồm các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, đau dạ dày, nôn và buồn nôn, tiêu chảy ở hơi, táo bón thường xuyên và nấc. Trên đây là ba cái huyệt vị mà giúp cho quý vị và các bạn điều trị các triệu chứng bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, ví dụ như ợ hơi, ợ chua, đầy bụng khó tiêu, trào ngược dạ dày, vân vân. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe video này. Hằng hy vọng rằng những cái chia sẻ này của Hằng sẽ giúp được cho quý vị phần nào trong việc là chữa bệnh. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.